Ok, chào mừng các anh chị đến với chương trình bốc thuốc ngày hôm nay. Và phương thuốc này có tên là Magic Train. Về mặt khái niệm thì chúng ta sẽ không cần quá phải chi tiết đâu các anh chị. Magic Train nó là một cái cộng đồng phi tập trung, nơi mà mọi người sẵn sàng cho tiền nhau. Nơi mà chúng ta sẵn sàng sẽ cho ai đó một số lượng tiền nhỏ nhỏ mà chúng ta không hề biết người đó là ai. Và chúng ta sẵn sàng cho những người ở trên toàn cầu này. Và chính vì cái hành động mà sẵn sàng cho một ai đó, tương trợ một ai đó một số tiền trong khả năng của chúng ta mà chúng ta không hề biết họ là ai, thì chúng ta sẽ nhận lại sự giúp đỡ của cả cộng đồng này, thậm chí lên đến hàng triệu người. Và tất cả chúng ta ở trong Magic Chain thì cái vai trò của chúng ta là công bằng như nhau. 100% cái tiền của chúng ta là được luân chuyển cho nhau chứ không bị phụ thuộc là đưa tiền vào bên thứ ba. Nó rất là công bằng, nó rất là minh bạch bởi vì chúng ta có thể check cái thông tin công khai thông qua mạng lưới blockchain của BC Scan. Và đây là không phải là một cơ hội đầu tư. Đây nó chỉ là một cơ hội làm việc thôi. Chính vì thế nếu các anh chị mà có khẩu vị đầu tư khác thì có lẽ sẽ không phù hợp với Magic Chain. Rồi thế bây giờ chúng ta cần những cái điều kiện như thế này để chúng ta có được cái bài thuốc này. Thì chúng ta có 7 điều kiện. Điều kiện đầu tiên là chúng ta có ví Sepan hoặc là MetaMask. Điều kiện số 2 là chúng ta có một chút cái BNB, nhớ là của Web20, để trả cho phí blockchain. Rồi điều kiện số 3 là chúng ta hãy trả cho Magic Chain là 2 đô la để chúng ta có một cái link tiếp thị liên kết. Đó. Cái điều kiện số 4 là chúng ta hãy khởi nghiệp, hãy mua cái bài thuốc này với 15 đô la. Tính ra tiền Việt đâu đấy nó khoảng hơn 300.000 đồng. Đó. Rồi, và chúng ta sẵn sàng chia sẻ cái bài thuốc này đến cho 3 người đang có cái trạng thái sức khỏe tài chính giống như mình. Và hãy giúp họ để họ cũng làm việc giống như mình. Và yếu tố số 6, điều kiện số 6 là chúng ta cũng sẽ cam kết là ở trong Magic Chain này chúng ta sẽ cùng nhau tương trợ tối thiểu là 12 lần. Thì cái công thức ở đây là cứ 7 ngày thì chúng ta mới phải hỗ trợ cho một ai đó một lần. À, tôi không phải dùng là từ mỗi mới phải mới được hỗ trợ cho ai đó một lần. Đó, cứ 7 ngày một lần, mỗi lần là 15 đô. Và điều cuối cùng là chúng ta sẽ cam kết là chúng ta gặp nhau thường xuyên. Vậy thì bây giờ bao nhiêu anh chị mà thực hiện được 7 điều kiện này thì welcome các anh chị đến với cộng đồng tài chính, hỗ trợ tài chính phi tập trung tên là Magic Chain, và hãy comment thật nhiều số 7 nếu các anh chị làm được 7 điều đó. Nguyên lý vận hành ở đây thì họ sử dụng cái ma trận 3 x 12 và sức mạnh của cấp số nhân, nhưng đặc biệt vận hành ở trên blockchain, vì thế nên là cái tính minh bạch của nó rất là cao. 3 x 12 nghĩa là sao? Thông qua cái tiếp thị liên kết link rep affiliate đấy ạ, thì các anh chị hãy chia sẻ đường link này cho 3 người bạn của mình. Vậy thì 3 người này sẽ nằm ở tầng 1 của các anh chị, nghĩa là ngang 3 và nhân cái hệ số này lên 12 tầng thì cuối cùng con số nó xảy đến là 3 mũ 12. Anh chị hiểu điều này không ạ? Ngang 3 và sâu 12 thì gọi là ma trận. Tại sao nó lại tên là ma trận? Bởi vì nó sẽ tạo ra một cái guồng quay tài chính đi xuyên suốt là 5 vòng ở trong giai đoạn start, mới chỉ là giai đoạn khởi động thôi các anh chị. Thì nó tạo ra 5 cái ma trận. Đó. Và nó mạnh hơn bởi vì nó ứng dụng affiliate sâu đến 12 tầng thì cái cấp số nhân nó sẽ được xảy ra khi mà cái hệ thống của chúng ta, cái mạng lưới của chúng ta nó càng ngày nó càng lớn lên. Chúng ta sẽ có 2 cái nguồn lợi ích chính. Nguồn lợi ích số 1 là chúng ta được 5 đô trên một rep. Một rep tức là một cái trực tiếp đấy ạ. Anh chị có một rep thì anh chị được 5 đô trên một lần của cái rep đấy người ta cho đi. Đó. Nhưng mà người ta sẽ cho đi 12 lần, tương trợ cộng đồng 12 lần. Vì thế mỗi lần là 5 đô thì 12 lần là anh chị được hưởng trên một rep trực tiếp là 60 đô lận.
những 60 đô cơ trong cái ma trận số 1. Ngoài ra ta còn ma trận 2, 3, 4, 5 nữa. Một lát nữa chúng ta cùng khám phá. Và đặc biệt là cái rep của anh chị, mặc dù là trong ma trận chúng ta chỉ hưởng có đến 12 tầng thôi, nhưng mà F1 của các anh chị nằm ở bất kỳ cái tầng nào anh chị đều cũng đều được hưởng cái khoản chia sẻ trực tiếp hết. Thậm chí là nằm ở cái tầng thứ 1.000 của chúng ta vẫn được hưởng. Ok chưa nào? Rồi cái lợi ích số 2 là mỗi một cái user trong cái ma trận của mình ấy, trong 12 tầng ấy, thì chúng ta sẽ được họ tương trợ lại cho mình là 10 đô la. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh, 10 đô này nó chỉ ở trong cái ma trận 1 thôi. Đấy, ma trận 2 số tiền nó lại khác. Được không ạ? Rồi nếu các anh chị mà hiểu cái trang slide này rồi thì các anh chị comment số 1 nha, để chúng ta bắt đầu khám phá. Đầu tiên là chúng ta sẽ sẵn sàng tương trợ cho bất kỳ một ai mà mình không quen biết. Thì cái công thức nó sẽ như thế này. Đây là chúng ta. Và anh chị sẽ nhìn cái biểu đồ này thì chúng ta sẽ tương trợ là giới hạn. Nghĩa là chúng ta tương trợ, cái thuật toán của nó là chúng ta chỉ tương trợ theo trục tung thôi, tức là trục thẳng đứng. Cái mô phỏng như thế này. Lần thứ nhất chúng ta sẽ pay tiền cho một địa chỉ ví. Thì cái người này là người nằm sát mình nhất này. Lần thứ nhất 10 đô la. Thì cái người số 12 này, tôi đặt tên cái người này là tên số 12 các anh chị nha. Thì cái anh số 12 nhận được của chúng ta 10 đô la. Lần thứ hai thì chúng ta lại không pay cho cái anh số 12 nữa, mà chúng ta lại chuyển cho cái anh mang tên là số 11. Lần thứ ba chúng ta hỗ trợ thì chúng ta lại hỗ trợ cho anh số 10, chứ không phải hỗ trợ cho anh 12 và anh 11. Cứ như thế, lần thứ tư thì chúng ta hỗ trợ cho anh mang tên là số 9. Lần thứ năm là số 8. Lần thứ sáu là số 7. Lần thứ bảy là số 6. Lần thứ tám là số 5. Lần thứ chín là số 4. Lần thứ 10 là số 3. Lần thứ 11 là số 2. Và lần thứ 12 là số 1. Như vậy là chúng ta hỗ trợ ma trận 1 là 15 đô la mà nhân với 12 lần để hết ma trận 1, để chúng ta được quyền sang ma trận 2, thì tổng cái tiền chúng ta hỗ trợ là 180 BUSD. Anh chị nào nhân nhanh thì giúp cho Kim Nguyễn là nhân nhanh nhá, là ra bao nhiêu tiền Việt. Và đây chính là số vốn của một người tham gia ma trận 1. Được không ạ? Và số người kia là chúng ta chỉ hỗ trợ duy nhất có 12 người thôi trong suốt cái ma trận 1 này. Thì bây giờ chúng ta cùng giải mã này. Với số vốn 180 đô la, đâu đấy khoảng tầm 4 triệu đồng. Bao nhiêu người có 4 triệu đồng ở trong ví, ở trong túi của mình, trong tài khoản ngân hàng của mình, hay comment là số 4 nhé. Thì đây là chúng ta hỗ trợ theo trục tung. Nhưng bây giờ chúng ta cùng đi khám phá trục hoành, xem là affiliate kết hợp với blockchain, kết hợp với ma trận 3x12, nó sẽ đem lại cho chúng ta sự thịnh vượng giàu có như thế nào ở Magic Chain các anh chị nhé. Thế thì như tôi đã mô phỏng với các anh chị ban đầu rồi, một trong bảy điều kiện là chúng ta có ba người, đúng không ạ? Chúng ta có ba, giới thiệu được ba người giống như chúng ta có 400.000 đồng. Và đương nhiên ba người này phải sẵn sàng là giới thiệu tiếp tục cho ba người mới, phải không ạ? Như vậy ba cái người này sẽ nằm ở tầng 1 của mình, chính xác không ạ? Rồi tầng 2 là 9, tầng 3 là 27, tầng 4 là 81, tầng 5 là 243, đến tầng 6 là 729, đến tầng 7 là 2187. Đến bây giờ các anh chị bắt đầu tư duy. Sức mạnh của cấp số nhân ở 3 mũ 12 dần dần nó tăng lên này. 2467 đến tầng thứ 8 của chúng ta là 6561 người. Và đến cái thời điểm này là các anh chị sẽ không thể kiểm soát được cái hệ thống của mình nữa. Bởi vì ngần này con người thì trong đấy phải đến 90% là những người mà chúng ta không hề biết. Nhưng đến tầng này thì thậm chí là đến 95% những người chúng ta không thể biết. Đúng không ạ? Lên đến tầng này là 59 người và lên đến tầng 11 là 177.147 người trong ma trận. Và tràn đến tầng 12 thì 531.441 người trong ma trận này. Đến đây,
Các anh chị đừng quá tập trung vào cái việc là chúng ta có đạt được phủ dày được hết full 100% hay không. Đừng quan tâm đến điều đấy vội. Hãy đừng quan tâm đến điều đấy vội. Mà hãy xem điều kỳ diệu nó xảy ra như thế này. Bởi vì khi điều kỳ diệu nó xảy ra thì con số này là con số trước sau sẽ phải đến thôi các anh chị. Không đến sớm thì đến muộn thôi. Lần thứ nhất, ở tuần thứ nhất, chúng ta chưa có gì là đặc sắc cả. 30 đô la chúng ta được nhận về ví. Đến tuần thứ hai, chúng ta có thu nhập 90 đô la chúng ta nhận về ví. Tuy nhiên, ngay từ lần thứ nhất thôi, chúng ta pay đi có 15 đô. Thế nhưng ba cái người này lần thứ nhất họ tương trợ cho mình thì anh chị cũng thu về 30 đô la rồi, là gấp đôi so với vốn của mình rồi. Nếu ba người này cũng là F1 của mình nữa thì mình thu về 45 đô la, tức là chúng ta đã có 300% cái lợi nhuận trên số vốn của chúng ta bỏ ra, có khi chỉ sau một vài phút đồng hồ. Đúng hay sai ạ? Lần thứ hai là chín cái người này, tôi cứ cho chín người này không có ai là F1 của các anh chị cả, thì các anh chị bỏ ra 15 đô la, các anh chị thu về đến 90 đô la, tức là đòn bẩy ở đây là gấp 6 lần, tức là bằng 600% các anh chị nhỉ. Nhưng bắt đầu chúng ta thấy quan tâm hơn đến Matchip ở tuần số 3 là 27 vị trí này đem lại cho các anh chị 5 triệu đồng, tức là gấp hơn 10 lần số tiền các anh chị bỏ ra, là có bao nhiêu? Có 15 đô ở lần số 3 mà thôi. Đúng hay sai ạ? Bắt đầu các anh chị thấy thích thú hơn ở tầng số 4 khi anh chị nhận về cho mình khoảng 20 triệu đồng. Cộng hết 1, 2, 3, 4, chúng ta có được 1.200 đô la. Và trong 4 lần như thế này, các anh chị mới hỗ trợ cho anh 12, anh 11, anh 10, anh 9. Nghĩa là anh chị mới hỗ trợ có 60 đô thôi, mà chúng ta đã kiếm được 1.200 đô rồi. Tức là cái API tỷ suất lợi nhuận trên vốn của mình ở đây á, nó rơi vào 2.000% các anh chị. Đúng hay sai ạ? 2.000% các anh chị. Và bắt đầu các anh chị sẽ mất ngủ dần dần. Khi ở lần thứ 5 các anh chị kiếm được 50 triệu đồng. Ở lần thứ 6 các anh chị kiếm được khoảng tầm 140 triệu đồng. Ở lần thứ 7 các anh chị kiếm được khoảng tầm 500 triệu đồng. Ở lần thứ 8 các anh chị có cơ hội kiếm được khoảng 1 tỷ tư. Ở lần thứ 9, các anh chị có cơ hội kiếm được 4 tỷ đồng. Ở lần thứ 10, các anh chị có cơ hội kiếm được 100, các anh chị có cơ hội kiếm được 14 tỷ đồng. Ở lần thứ 11, các anh chị đã lần đầu tiên bước chân vào giới giới nhà giàu của thế giới để sở hữu 1 triệu 7 đô la. 1 triệu 7 đô la này ở lần thứ 11. Và ở lần thứ 12 thì chúng ta có cơ hội sở hữu 5,3 triệu có lẻ đô la. Nó tương đương với khoảng tầm 130 đến 140 tỷ Việt Nam đồng. Anh chị cũng đừng quan tâm đến những con số này vội. Anh chị cũng đừng hồ nghi với nó vội. Bởi vì tôi lại nhấn mạnh lại một lần nữa, các con số này nó ắt sẽ phải xảy ra sớm hay xảy ra muộn thôi. Tuy nhiên, nó có dừng lại ở đấy không? Câu trả lời là chưa. Ma trận vẫn đang tiếp diễn. Tất cả những user có mặt trong hệ thống của các anh chị, họ đang nhận tiền và họ vẫn tiếp tục chia sẻ. Họ nhận được tiền, họ lại tiếp tục chia sẻ cho cộng đồng mới. Họ lại tiếp tục hỗ trợ trong cái bàn của họ khi họ chưa hết 12 lần tương trợ. Như vậy, mặc dù chúng ta đã xong bàn 1, chúng ta sang bàn 2, thì những user mới xuất hiện trong bàn 1 của các anh chị, cứ một người xuất hiện trong 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 cái ma trận 1 của các anh chị lại có cơ hội cho anh chị 10 đô la. Và bây giờ chúng ta nhảy sang level 2, tức là ma trận 2. Cũng là ba người ở ma trận 1, nhưng nó khác đi một chút. Ở ma trận 1 chúng ta nhận có 30 đô la thôi, nhưng cũng vẫn là ba người này. Thậm chí chúng ta đã quên họ rồi. Nhưng khi họ sang ma trận 2 cùng mình, họ sẽ giúp cho chúng ta có được 60 đô la lại ở lần thứ nhất của ma trận 2. Lần thứ hai ở ma trận 2 chúng ta có 180 đô la. Lần thứ ba là 540 đô la. Sức mạnh cấp số nhân bắt đầu, nó khiến cho các anh chị cảm thấy điên rồ. Bởi vì đến đây
ở lần thứ 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là các anh chị lại bỏ túi vào túi của mình thêm 1 tỷ đồng nữa. Ở lần thứ 8 thì không phải là 1 tỷ nữa. Chúng ta bỏ túi gần 3 tỷ đồng ở lần thứ 8 của ma trận 2. 339.660 đô la là ở lần thứ 9 của ma trận 2. Từ 393.000 mà cái ma trận này nó nhảy một nhát lên, chỉ có một tầng thôi, là nhảy gấp gần 3 lần lên, lên 1 triệu mốt đô. Nhưng mà nó nhảy lần nữa, một bước nhảy của nó nữa, thì lên 3 triệu rưỡi đô. Và kết thúc lần thứ 12 của ma trận 2, các anh chị có cơ hội bỏ vào túi mình 10.628.820 đô. Các anh chị cũng đừng quan tâm đến con số này. Dù bây giờ các anh chị nghĩ nó là điên rồ hay không điên rồ, thì một lần nữa tôi lại nhấn mạnh lại rằng nó sẽ xảy ra, dù sớm hay muộn thì nó sẽ xảy ra. Ok chưa ạ? Rồi, và vẫn những con người đấy, những người đã sang bàn 2 cùng mình nhưng họ vẫn chưa hết 12 lần ở bàn 2, thì các anh chị đã sang bàn 3. Khi các anh chị chúng ta sang bàn 3 rồi là ma trận 3, thì những người này vẫn tiếp tục phát triển ở ma trận 2. Ma trận 1 vẫn là những con người chúng ta đã tạo ra, vẫn là những con người đến với hệ thống của mình bằng một cơ duyên nào đấy mà mình không hề biết. Họ vẫn đang làm việc ở ma trận 1. Chúng ta vẫn nhận 10 đô trên một user ở ma trận 1, vẫn nhận 20 đô trên một user ở ma trận 2. Chúc mừng các anh chị đã trở thành triệu phú đô la ở hai ma trận. Nhưng đến thời điểm này, anh chị không muốn tham thì họ vẫn bắt anh chị phải tham. Nhưng mà level của chúng ta nó lên một tầm cao mới, một đẳng cấp mới rồi các anh chị. Bắt đầu thuật toán của cấp số nhân, sự kỳ diệu của cấp số nhân nó lại tiếp tục diễn ra không tưởng. Chỉ sau một bước nhảy thôi, từ 196.000 đô, nó nhảy một nhát lên gần 600.000 đô ở tầng số 8. Hãy nên nhớ, lúc này các anh chị dù đi bàn 1, ma trận 1, ma trận 2, ma trận 3, tất cả những user mới các anh chị đưa link cho họ thì họ vẫn bắt đầu từ ma trận 1. Nghĩa là vẫn cái hệ thống đầu tiên, vẫn cái gốc rễ đầu tiên các anh chị xây, nó không thay đổi. Nó chỉ thay đổi là những người chê tiền là 1, những người nghi ngờ là 2. Mà thực ra những người nghi ngờ đấy không phải nghi ngờ vào dự án, không phải nghi ngờ vào người bảo trợ, mà bởi vì họ bị mất niềm tin vào cuộc sống. Và bản thân họ là người nghi ngờ chính bản thân mình. Bởi vì trong cuộc đời của họ chỉ sợ rằng hở tiền ra là bị bên ngoài lừa. Và chính vì thế, trong nhiều năm nay, họ toàn phải ăn phải thuốc độc thôi các anh chị. Bởi vì họ gieo trong tâm của họ là sợ bị lừa. Còn tâm thế của chúng ta, nếu các anh chị 100 người này mà trong cuộc đời này các anh chị một lần được bước chân sang bàn 3, bàn ma trận 3 của Magic Chain thôi, thì xin thưa với các anh chị, cái tầm tư duy đẳng cấp của chúng ta nó không phải tầm bình thường nữa rồi các anh chị. Bởi vì các anh chị nhìn con số này, bước nhảy của nó lên phát 1 triệu 7 và đặc biệt hơn này, 5 triệu 3 luôn. Tức là gần 3 lần cái con số ở cái bàn 10. Và điên rồ hơn nữa, nó x thêm 3 lần nữa là 15 triệu 9 khi chúng ta kết thúc lần thứ 12 của ma trận 3. Các anh chị có biết rằng là trải qua 36 lần tương trợ. Nóng quá các anh chị. Nào ai đang nóng thì cười tươi một cái. Cổ vũ cho Kim thế nào. Nó cười tươi nào, khởi động lại trong cái mục chat thế nào. Hôm nay mặc áo trắng để giúp cho tất cả các anh chị lo lắng. Thế nên các anh chị ạ, cứ tiến đi thôi. Đừng quan tâm là những ai lăn tăn 10 đô la hay 15 đô la. Đừng bao giờ cố gắng mời, lôi kéo, trèo kéo bất kỳ một ai vào Magic Chain cả. Bởi vì họ phải cảm thấy hạnh phúc và họ sẽ phải biết ơn mình, bởi vì nhờ mình mà mình chia sẻ cho họ cơ hội này để thay đổi cuộc đời của họ. Chúng ta làm hoàn toàn khác so với cả trước đây, là chúng ta cố gắng phải nuông chiều bất kỳ một nhà đầu tư nào để đến khi họ được ăn thì chưa chắc họ đã chúng ta được một lời cảm ơn. Nhưng khi dự án gặp sự cố thì người đầu tiên họ trách là mình.
Thế nên các anh chị ạ, à, hãy nghe Kim, hãy nghe lời kêu gọi của tôi đi, hãy nâng vị thế của mình lên, bởi vì chúng ta có công cụ cực tốt, chỉ mới 15 đô thôi, chúng ta đã có thể có cơ hội trở nên siêu giàu với Magic Gem rồi, mà không phương hại đến ai, đúng không ạ? Không làm tổn hại kinh tế của bất kỳ gia đình nào, các anh chị nhé. Ok không nào? Và quay trở lại này, 36 lần các anh chị tương trợ thì các anh chị biết là các anh chị mới dùng bao nhiêu vốn chủ của mình không ạ? Lần thứ nhất 10 đô, lần thứ hai 20 đô và lần thứ ba 30 đô. 30 đô à, nhân cộng 10, 20, 30 là 60 đô một lần. Nhân 12 lần vốn chủ của chúng ta mới dùng hết có 720 đô thôi các anh chị. Mà con số các anh chị cộng lại giúp cho Kim Nguyễn đấy ạ. Nó có kinh điển không anh chị? Chúng ta có tin cái con số này, tin cái điều này nó có xảy ra hay không, nó không quan trọng. Bởi vì trước sau gì nó cũng sẽ xảy ra. Hãy comment vào trong mục chat. Trước sau gì nó cũng sẽ xảy ra. Tin tin hay không, tùy bạn. Chúc mừng chúng ta đã qua ma trận 3, chúng ta bắt đầu khám phá một thế giới mới để chúng ta lên thẳng vũ trụ ở ma trận 4. Lần đầu tiên ở ma trận 4, vẫn là ba người này, vẫn là những con người đi từ cùng chúng của chúng ta, đi cùng chúng ta từ lúc 15 đô, từ lúc cơ hàn khởi nghiệp cùng mình. Chúng ta nhận 120 đô từ họ, mặc dù bây giờ họ rất giàu rồi, nhưng họ vẫn tương trợ cho một ai đó là 40 đô la. Anh chị thấy nhân văn chưa ạ? Mặc dù thậm chí đến level 4 này, đến ma trận 4, có rất nhiều người có rất nhiều triệu đô ở trong túi rồi. Nhưng họ vẫn cho đi. Họ vẫn trên tâm thái là tương trợ cộng đồng, bởi vì họ đến tới cộng đồng này với tiêu chí là tôi sẵn sàng cho đi. Cho đi 12 người thôi. Kể cả đến ba trận 4 thì các anh chị cuối cùng cũng chỉ có cho 12 người thôi các anh chị. Anh chị hiểu điều này chưa? Nếu các anh chị mà một mình phải cho hàng trăm hàng nghìn người, ta làm gì có tiền mà ta cho nhiều người như thế. Nhưng ta chỉ cho có 12 người thôi. Và ta được nhận lại lời cảm ơn của hàng triệu, của hàng trăm nghìn người. Đúng không ạ? Rồi các anh chị nhận tiền tiếp đi. Hãy tiếp tục nhận tiền ở bàn 4 đi. Bàn 3 xuất hiện. Ai đó từ bàn 1 đã nhảy sang bàn 2, anh chị lại tiếp tục nhận những cái tiền mới của bàn 2. Như vậy, ma trận 4 các anh chị đang nhận tiền, anh chị vẫn nhận tiền ở ma trận 3, ma trận 2 và ma trận 1. Vẫn lại tiếp tục, lúc này anh chị nhìn thấy 29.000 này nó nhỏ nhỏ làm sao ý. Hơn 500 triệu đồng này sao bây giờ nó nhỏ bé thế? Anh chị bắt đầu thấy 87.000 đô này, 2 tỷ đồng này sao nó vẫn nhỏ thế? Đúng không ạ? Rồi con số của level 4 này, của ma trận 4 này, 2 triệu 3 đô ở lần thứ 10, tầng 10 các anh chị được nhận. 7, 0, 8, 5, 8, 8, 0 và 21 triệu 257.640 đô la. Các anh chị có tin con số này hay không tin thì cũng chẳng sao cả. Bởi vì con số này trước sau gì thì nó cũng đến mà thôi. Nào hãy tiếp tục comment đi ạ. Tin hay không tùy bạn. Trước sau gì thì nó cũng sẽ đến mà thôi. Tôi không thể tin là hàng bây giờ mới có một vài trăm người thôi. Tương lai gần nhất là 1.000, 2.000 người, 5.000 người, 10.000 người ở Việt Nam. Nhưng khởi động cái 100.000 người trên toàn cầu rồi. Tôi không tin là hàng triệu người ở Magic Chain gửi một thông điệp duy nhất lên lên vũ trụ thôi. Đó là gì? Họ tin rằng với cộng đồng này thì con số này trước sau nó cũng sẽ đến. Bởi vì năng lượng của họ tỏa ra quá mạnh rồi. Nếu anh chị em nào đã từng trải qua luật hấp dẫn và sức mạnh của tâm thức, sức mạnh của tiềm thức, thì các anh chị hãy gieo đi ạ. Hãy gieo từ vựng giàu có vào đầu mình đi ạ. Đừng bao giờ gieo từ vựng trách móc. Đừng bao giờ gieo từ vựng phán xét. Ok chưa các anh chị? Có một người đi ra rồi sẽ có những người khác vào. Lại một lát nữa thôi lại lên 100 người các anh chị. Rồi bây giờ chúng ta lên bàn cuối cùng để chúng ta nghỉ ngơi. Đây là ma trận 5. Mặc dù ở ma trận 4 chúng ta nhìn thấy bàn 29.000 đô, 87.000 đô, 2 tỷ đồng, hay thậm chí đến bàn 262.000 đô,
5 tỷ đồng chúng ta thấy bé bé làm sao ý. Nhưng quay trở lại một lần nữa các anh chị ạ, chúng ta lại dùng 50 đô để chúng ta tương trợ cho 12 người này, cho một trong 12 người này ở lần đầu tiên của ma trận năm. Mặc dù lúc này chúng ta không biết là ở sao hỏa, sao mộc hay sao kim nữa, nhưng chúng ta vẫn là một hành động vô cùng nhân văn là lại dành ra 50 BUSD để tương trợ cho một ai đấy. Đúng không nào? Chúng ta được nhận lại. Vẫn là những con người đấy, vẫn là 3 người, 9 người, 2781, 2437, 29, 21876, 561 vân vân. Vẫn là những con người đấy. Vẫn là những con người đi với mình từ lúc cơ hàn 15 đô đấy. Nhưng bây giờ nó lạ lắm. Phải không ạ? Mỗi người chỉ cho nhau có 50 đô la thôi mà các anh chị. Tại sao nó lại có thể lên đến rồi 2.952.450 đô ở tầng số 10 của ma trận 5. Tầng số 11 là 8.857.350 đô. Và tầng số 12, 26.572.050 đô. Các anh chị hãy so sánh từ con số nhỏ, từ con số nhỏ nhất đến con số cao nhất. Lần đầu tiên chúng ta khởi động cùng Magic Chain ở tuần thứ nhất, 30 đô la. Bé bé làm sao ý? Và thời gian diễn ra thì kết thúc, tất cả mọi người phun hết cái bàn, cái ma trận 1. Chúng ta được hơn 5 triệu đô. Nhưng ở ma trận 5 thì lần đầu tiên chúng ta nhận là 150 đô. Nhưng ở lần thứ 12, khi tất cả những người đi cùng mình từ lúc cơ hàn đi với mình qua ma trận 2, 3, 4 và kết thúc thịnh vượng tài chính ở ma trận 5, thì con số từ 5.314 với 26.572.050 đô nó cách nhau đến khoảng 5 lần. Và đây chính là một cái thuật toán vô cùng thông minh khi họ đang nghiên cứu và họ ứng dụng kết hợp được, và thông qua blockchain họ tạo ra cho chúng ta một cơ hội ngàn vàng ngàn năm có một, đặc biệt năm nay cực kỳ khó khăn anh chị ha. Hôm nào nói về thị trường, các anh chị muốn nghe nói về thị trường, hôm đấy giao lưu về thị trường. Hôm nay muốn làm rõ này thôi. Rồi bây giờ chúng ta cùng tổng kết. Hết cái bàn năm 26.572.050 đô la là con số cuối cùng. Nhưng đây mới chỉ là giai đoạn start, tức là giai đoạn khởi động của dự án thôi. Nó chưa phải là giai đoạn kích thích, nó chưa phải là giai đoạn tăng tốc và chưa phải là cái giai đoạn bùng nổ. Anh chị hiểu điều này không ạ? Vì thế đừng đánh giá nó chỉ là một mini game. Ôi giời, 15 đô rồi chơi 3 tháng, rồi chơi 1-2 tháng, thằng nọ bắn tiền cho thằng kia rồi lại ra đường hết thôi mà. Kệ người ta. Từ hôm Kim Nguyễn làm này, Kim Nguyễn cụp hết hai cái tay này lại. Bởi vì tôi tự tin rằng trong gần 10 năm tôi làm về cộng đồng, và đặc biệt trong 2 đến 3 năm nay, là Kim Nguyễn có cơ hội để giao lưu với những người thực sự đẳng cấp. Họ giỏi về công nghệ, họ có địa vị ở tại thị trường. Vì thế nên là Kim Nguyễn cũng học được họ rất nhiều những cái cách để chúng ta có thể thẩm định và lựa chọn một dự án nào. Và hàng năm thì cứ 2 tháng cuối cùng thì tôi sẽ không làm gì cả và tôi bắt đầu tôi quan sát thị trường. Và đầu năm thì tôi sẽ bắt đầu một cái mô hình mới và một trend mới. Và có rất nhiều đơn vị, đặc biệt trong năm 2022 vừa rồi, rất nhiều anh Hàn Quốc mời Kim Nguyễn về để cộng tác. Nếu anh chị em nào bây giờ đang đầu tư bất kỳ một con token nào mà made in Hàn Quốc thì hãy gửi cho Kim Nguyễn cái thông tin đó. Tôi sẽ tìm ra cái đơn vị phát hành cái con token đấy. Được không anh chị? Và tôi sẽ phân tích cái bài toán đấy giúp cho các anh chị. Còn nếu các anh chị mà không muốn đầu tư, các anh chị muốn lao động trong năm nay là năm số 7, năm nay là năm khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tiền sẽ đến với chúng ta khi chúng ta dùng vốn nhỏ và chúng ta lao động chăm chỉ, được không nào? Thì chúng ta sẽ đạt được kết quả lớn. Thế nên nếu mà trong quá trình mà Kim Nguyễn nhận được dự án Magic Chain mà tôi nghe bên phải, tôi nghe bên trái,
Tôi không tin vào nhận định của tôi không tự tin vào con người, vào tri thức, vào kiến thức và uy tín của mình trong 10 năm qua, thì chắc chắn giờ này sẽ không ngồi đây chia sẻ với các anh chị. Thế nên các anh chị không cần phải tin ai hết, hãy tin chính bản thân mình thôi. Sau khi các anh chị đạt được những con số này, biến những con số này thành hiện thực, lúc này các anh chị hãy cảm ơn cái người đã cho mình cơ hội. Không cần phải cảm ơn cái người hỗ trợ ở mãi ở trên trên đầu đâu các anh chị. Được không nào? Bây giờ thì chúng ta cùng hệ thống. Ở lần thứ nhất khi chúng ta bắt đầu khởi nghiệp với 15 đô, tổng số tiền chúng ta nhận được nếu full 100% là 7.971.600 đô. Ở ma trận 2 là ma trận gold, chúng ta có 15.943.200. Ở ma trận platinum chúng ta có 23.914.800 đô. Ở ma trận diamond chúng ta có 31.886.400 đô. Ở double diamond chúng ta có 39.858.000 đô. Và tổng khi chúng ta cùng tất cả những người trong cộng đồng 12 level của chúng ta đi hết 5 bàn này, 5 ma trận này, thì tổng số tiền chúng ta nhận được là 119.574.000 đô. Thậm chí đến lúc chúng ta đi sang đến giai đoạn 2, mà những người trong giai đoạn 1 là giai đoạn start, họ vẫn chưa kết thúc cái ma trận này, thì chúng ta có sang ma trận 2 chúng ta vẫn cứ thế chúng ta nhận nhận bình thường cho đến khi chúng ta đạt được con số kỳ vọng là 119.574.000 đô. Lại một lần nữa, hãy đừng có quá để ý đến con số và đừng cố hồ nghi về con số, bởi vì trước sau gì nó cũng xảy ra mà thôi. Thế bây giờ nó là 100%. Và chỉ vì từ xưa đến giờ chúng ta không bao giờ dám nghĩ đến con số 5 triệu đô, 10 triệu đô, 100 triệu đô. Chính vì thế nên là tiền nó chỉ đến với mình đến đoạn này thôi. Bởi vì cái sức chứa tiền của chúng ta nó chỉ đến đây thôi. Nếu mà nhiều tiền hơn về thì nó tự thấy nó vọt đi, nó trôi đi mất. Anh chị hiểu không ạ? Nghĩa là tiền đến rồi lại làm mất đi mất. Nhưng nếu sau dự án này, cái tư duy về tiền bạc, cái sức chứa của tiền bạc của anh chị nó không phải là mục tiêu 1 triệu đô, mà nó là 5, 7, 10, thậm chí là 50 triệu đô, thậm chí là 100 triệu đô, thì cái tư duy sức chứa tiền của mình nó to như thế này. Ha. Thì lúc này anh chị sẽ nhìn thấy là một vài triệu nó về túi mình ấy, là chúng ta thừa năng lượng, chúng ta thừa cái năng lực để chúng ta vận hành và kiểm soát nó. Từ đó thì chúng ta không bị mất tiền nữa. Đấy là nguyên lý rất là thuận theo tự nhiên đó các anh chị. Rồi bây giờ chúng ta làm 10% thôi. Ở trong Zoom này không chào đón các em bé đang học vẽ nhá. Nếu chúng ta làm 10% thôi thì chúng ta có được 11 triệu 957.000. Nếu 10% con số này xảy ra là đúng. Nếu 1% con số này xảy ra là đúng, chúng ta có hơn 1 triệu đô. Và nếu 0,1% con số này mà xảy ra là đúng, chúng ta có hơn 100.000 đô. Và các anh chị biết rằng các anh chị tổng khởi nghiệp với 5 ma trận này bao tiền không ạ? Khoảng 2.700 đô. Mà nếu chỉ có 0,1% xác suất thống kê để thắng thì các anh chị kiếm được hơn 2 tỷ đồng. Anh chị hiểu điều này không ạ? Còn nếu chúng ta mà đầu tư ấy, mà xác suất thống kê các anh chị mà đầu tư ở đâu mà tỷ lệ thắng của anh chị là 0,1% ấy, thì chúc mừng các anh chị là chúng ta mất đến 99,9% rồi trên số vốn của mình rồi. Anh chị hiểu điều Kim Nguyễn vừa chia sẻ không ạ? Đó. Tại sao khi đầu tư hàng tỷ đồng, 5, 10 tỷ đồng, 20 tỷ đồng lại cứ mong là phải thắng đến 200% để được x2? Mà tại sao khi chúng ta chơi, chúng ta bỏ 15 đô ra để có công cụ làm việc mà chỉ nghĩ đến có 0,1% chiến thắng? Ủa sao vậy? Tại sao không nghĩ đến 100% chiến thắng? Ủa alo, anh chị hiểu điều này không ạ? Tôi muốn nhắc lại một lần nữa này. Nếu 1% mà cái con số này là đúng thì chúng ta hơn 1 triệu đô, là hơn 20 tỷ đồng. Mà chúng ta khởi sự có 15 đô la.
Nhưng nếu các anh chị đi đầu tư bất kỳ một mô hình nào đó mà tỷ lệ thắng anh chị là 1% thì xin chúc mừng mọi người. Các anh chị mất 99% vốn rồi. Ok nha, chấm hết không buồn, à, nghĩa là đó. Hãy bắt đầu 10 đô với ngay bây giờ, chúng ta có vị trí đẹp. Hôm nay tôi sẽ không giải thích cái gì về vị trí 10 đô cả. Vì tôi đã nói rồi, chúng ta đều có kinh nghiệm trong thị trường. Chúng ta đều có tư duy, đều có con mắt tinh tường để chúng ta nhận diện cơ hội. Và chúng ta giữ tâm thái là không phải mời chào bất kỳ một ai, cố gắng thuyết phục bất kỳ một ai cả. Hãy ở trên họ đi, dùng một tâm thái là chia sẻ cho họ cơ hội. Được không ạ? Ai nhận diện được cơ hội? Ngay lập tức, 240.000 đặt một cho mình một vị trí ở người chia sẻ đường link rep này cho các anh chị. Thì các anh chị hãy khởi động bằng tâm thái như vậy, sẽ được những người ở trên hỗ trợ xuống, cùng nhau móc xích vào để đi. Anh chị hiểu điều đó không ạ? Việc số 2, nếu mà chúng ta cần thêm nhiều thông tin, thì các anh chị vui lòng chờ đến tháng 3 có link, có tất cả mọi thứ, có tất cả thông tin từ Dubai. Thì lúc đấy các anh chị hãy vào với cả Magic Chain, lúc đấy hãy vào việc, không sao cả. Ok, bây giờ, ủa, tưởng là 75 phút mà hết rồi đấy các anh chị. hết rồi, hết thông tin chia sẻ các anh chị rồi. Anh chị cảm thấy thế nào? Có anh chị nào đã cởi hết áo của mình ra chưa? Có anh chị nào cởi trần chưa? Nào, chúng ta hãy cùng làm việc với một tâm thái hoàn toàn thoải mái nhé. Đừng mời người ta đi khách, đừng cố mời người ta đi quán cà phê sang chảnh nào cả. Hãy cứ đúng dân dã như 15 đô thôi. Hãy khởi nghiệp như đúng chúng ta là những người đang nghèo khó về mặt tài chính. Nhưng mà chúng ta giàu có về mặt tư duy. Anh chị hiểu điều này không ạ? Không cần thiết phải cố mời ai đó một cái bữa ăn thật thịnh soạn khi mà chúng ta mới bắt đầu với 15 đô thôi. Các anh chị ở các tỉnh ạ, hãy học theo cách làm của chúng tôi ở tại Hà Nội. Chọn một quán trà đá nào đó, mời tất cả mọi người ra quán trà đá ngồi từ sáng đến chiều, giúp cho những quán trà đá xung quanh nhà mình, họ kiếm được tiền đi, họ có thêm được thu nhập đi nhờ chúng ta. Những chủ quán trà đá đấy cũng rất vui. Và bởi vì chúng ta bắt đầu từ nghèo khó 15 đô la thôi. Nhưng với tâm thái của một người giàu có về tư duy, về tư tưởng. Anh chị hiểu không ạ? Ok, chương trình Zoom của chúng ta đến đây là kết thúc. Và sau chương trình Zoom này thì sẽ chào đón những anh chị em là người mới. Hãy tham gia vào Magic Chain. Hãy join cùng cộng đồng này để cùng cho đi. Và chúc cho tất cả những anh chị mà đã ở Magic Chain mà chưa hiểu được sâu sắc, thì ngay sau cái buổi Zoom này, các anh chị sẽ hệ thống lại tất cả những con số, hệ thống lại tất cả những tư liệu. Và hãy lên danh sách những người bạn của mình, những người đang gặp cái hoàn cảnh giống như mình, là cơ thể tài chính đang mệt mỏi, thậm chí đang ung thư tài chính, thì hãy chia sẻ đi, chia sẻ những điều tuyệt vời này cho mọi người đi. Được không ạ? Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người.